Bây giờ bắt đầu mình giới thiệu về lý lịch của mình đi ha. Lớn lên cho bạn bên kia nghe nha. Dạ, mình tên là Đỗ Văn Tướng, năm nay 30 tuổi, hiện đang làm về kinh doanh quảng cáo in ấn và thiết kế. Làm tướng hả? Ba em đặt thế. 30 tuổi. Dạ, 30 tuổi. Quê ở đâu tướng? Dạ, quê em ở Quảng Ngãi gì. Mà chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng gia đình được trên 10 năm. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em kính chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và anh bên kia bức màn. Em tên là Bích Tuyền, em 29 tuổi, đang là nhân viên xuất nhập khẩu. Quê em là ở Bình Dương. Mình giới thiệu một xíu về bản thân mình đi. Hơi dữ, wow. Hơi hung dữ. Nhưng mà bị cái là lại rất là hay nhạy cảm. Ví dụ như em cãi không được là em khóc nhè. Tháo vát, nấu ăn ngon. Với lại em ăn hoài không mập. Cho nên là em nghĩ là cái anh đó là phải cố gắng nhiều để nuôi em mập. Được không? Nói với bạn ấy đi. Dạ sẽ cố gắng. Cố gắng. Cố gắng nè ha. 30 tuổi rồi mà ngồi ở vị trí này, tức là đang ế, thì nhiều người lại không tin, đúng không? Dạ. Với hình dáng của bạn, với công việc của bạn ổn định như vậy, tại sao mình không tìm được người bạn gái ở ngay cơ quan mình làm việc chẳng hạn? Lúc trước thì năm 25 tuổi mình như một đứa con nít vậy đó. Thì khi gặp người phụ nữ thì mình chưa cảm thấy yêu. Đôi lúc công việc cuốn hút mình hơn nhiều. Bạn làm việc quá không có thời gian đi tìm một nửa yêu thương của mình đúng không? Dạ, tại vì cơ hội đi tìm nó ít lắm. Rồi, đây là cơ hội, cố gắng lên nha. Tình trường của em thì sao nè? Dạ thì em cũng trải qua được hai mối tình. Một mối tình hồi cấp 3 là cũng rung động đầu đời. Rồi một mối tình khi đi làm cũng đã chia tay cũng được hơn 2 năm rồi chị. Lý do tại sao? Dạ thì do cái anh bạn đó cũng không có thật lòng á, và không có chung thủy, cho nên em chọn ra đi. Bây giờ bạn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á thì bạn đó phải cao to, 1m7 trở lên, thì để em có cảm giác là em sẽ được bảo bọc che chở và có thể dựa dẫm vào anh ấy. Về tính cách á, cần khoảng 4 chữ T: thông minh, tinh tế, tháo vát và thật lòng. Dạ, còn và tránh tứ đổ tường, đó là cờ bạc, gái gú, rượu chè và hút chích. Có bác sĩ chích cho ảnh thì được, chứ ảnh đừng có tự chích. Tướng thấy tình hình có ổn định không? Dạ ổn. Được không? Tứ đổ tường có không? Dạ, em sẽ tránh xa những cái đó vì một cái mục đích cao cả hơn. Vậy là anh đã từng có hả anh? Tức nghĩa là thời tuổi trẻ là mình đã từng trải qua những cái gì mà hiếu kỳ. Trời ơi, giờ cũng trẻ, anh nói gì tuổi trẻ sẽ nghe sợ ghê luôn vậy đó. Giờ cũng trẻ. Mình đã trải qua rồi thì mình tránh đi, không bao giờ lặp lại được. Cho nên cái điều đó em thấy cái đó là điểm mạnh, mình thấy mình mừng cho mình. Vậy là anh là không hút thuốc luôn phải không? Anh không hút thuốc, rượu bia thì anh không, chỉ có làm hai lon thôi. Được không em? Dạ được. Còn cái tiêu chuẩn 4T anh được nhiêu phần trăm? Nếu như mình chê mình thì không được, nhưng mà nếu như mình khen thì khoảng 90% đi. Tùy theo một cách mỗi người nhìn nhận nữa. Rồi trong mọi tình huống nữa, nhưng mà mình cảm thấy mình chịu khó làm, mình hiểu cái đối phương nói gì và mình chia sẻ được thì mình nghĩ chắc chắn mình cũng được một phần khá tốt. Anh hiểu 80% đó rồi. Còn em thì em muốn tìm người phụ nữ thế nào? Biết một chút nấu ăn, một chút về chăm lo gia đình, một chút thôi, chứ còn em cũng không đòi hỏi lắm, tại vì chia sẻ lẫn nhau thì tốt hơn. Rồi nói chuyện nói chung là chuẩn. Không phải chuẩn gì nhưng mà không có tào lao xí đế vậy đó. Nãy giờ bạn thấy bên kia nói chuyện sao? Có tào lao xí đế không? Mình cảm nhận là chưa. Chưa nhưng mà không biết có bộc lộ không. Rồi để hồi nói nha. Còn anh thôi, hình thể thế nào? Hình thể là 1m55 trở lên. Đừng cao quá. Dạ em có 53 Mà em mang guốc cỡ một tấc nữa là chắc 63 rồi đó anh. Nhưng mà nhìn sao sẽ được là được rồi. Còn gì nữa không anh? Cũng tâm lý một xíu, nhã nhặn, chứ đừng có mà tay chân nhanh hơn não. Tay chân nhanh hơn não là tức nghĩa là khi mình nói ra những gì lát nữa mình suy nghĩ lại thì mình thấy mình sai. Cho nên là trước nó khi sai mình nó lại tính... có gì đâu. Nó lại thì nó lộn. Hết chưa anh? Dạ cũng đã đỡ rồi. Nè ha. Để xem nào. Dạ em chào anh Linh. Nãy giờ em nghe bên đàn trai nói như vậy, em thấy cảm nhận anh này là một người như thế nào? Dạ em nghĩ là anh đó là hơi khó tính. Em có sợ người chồng mình kỹ tính hay không? Em thì cũng vốn kỹ tính rồi, nhưng mà ngày xưa em đi xem bói á, thì thầy bói nói là em phải lấy người chồng kỹ hơn em, là em cũng hơi hoảng cái chuyện đó rồi. Vậy đây đúng rồi đó. Dạ chắc là tới rồi đó anh. Tới rồi đó hả? Dạ. Em có thích
người chồng mình là đẹp trai không? Em nghĩ là bề ngoài sáng sủa là được rồi, không hô không hối. Dạ không, tại vì bình thường á người ta nói là em là cũng trán hơi cao, là cũng hơi ương ngạnh rồi, mà em nghĩ mà kiếm một cái người hối nữa mà chắc lại về đẻ con chắc nó dồ dữ lắm, cho nên em nghĩ là nói chung bình cộng là được rồi anh. Mày hồ dữ lắm, hối dữ lắm luôn. Tứ đổ tường, lăng nhăng, hô hối. Dạ chị. Rồi chào anh. Rồi mặt vậy mà sao nói chuyện nghe khó quá, em sợ luôn á trời. Cười rất tươi, điệu hô, hơi hói hô thôi. Hô quá thì hô vậy sao được. Mà sao khó dữ vậy anh? Gia đình mình có kỹ tính lắm không? Dạ không, gia đình em không kỹ tính bằng em. Chuyện hôn nhân là phần sự cả đời. Đôi lúc mình kỹ tính một xíu nhưng mà sau này mình không có bị lỡ, bị hố. Người ta nói là người vợ mình cưới về là mình phải yêu thương, chứ không phải là hôm nay thấy thích cưới là cưới. Đúng rồi. Nên mình phải chia ly xíu để sau này mình còn tự hào nữa. Được. Trong tài cái nào. Rồi. Chứ tự nhiên mình thích cái mình cưới về xong mai mình không thích nữa. Đúng rồi. Lắm. Phải tìm hiểu cho nó kỹ. Mình không phải là người thích thay áo. Đúng rồi. Cho nên á mình tính chia ly xíu để sau này những cái tật xấu mình có thể bỏ qua được. Đúng rồi. Cái mẫu người lý tưởng của anh có cụ thể có giống ai không? Điềm đạm như Nhã Phương thì mình có. Ủa Nhã Phương điềm đạm lắm hả anh? Cái đó em hỏi Trường Giang á. Vậy sau này tiền bạc kinh tế trong gia đình nếu lấy nhau thì ai sẽ là người quản lý? Cái chuyện đó là chuyện hai bên. Em có thể giữ được, anh tin tưởng em sẽ giao hết cho em. Em thích cho em cho. Đó là anh gì đã tin thích tưởng. À, cho ai cho thì tiền hai vợ chồng phải xây dựng hạnh phúc chứ. Thì mình đã tin tưởng rồi. Giờ mình cho người nhà không cho ai đâu sợ. Cho người nhà. Rồi mình đã tin tưởng rồi thì em cứ cho. Nhưng mà em cho với mức độ vừa phải, cái hành động em cho thôi. Thôi cặp này lát để tự nói chuyện với nhau đi. Mệt quá. Em gái đi với ai vậy em gái? À, dạ em đi với chị cấp trên và các bạn đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn trong trường quay. Nói về Tuyền á thì nếu mà chưa có hiểu á có thể thấy là bạn hơi khó, nhưng mà khi mà đã hiểu rồi á thì bạn cũng rất là tình cảm, sống vì gia đình nhiều. Thì bạn nam bên đây cũng khá là điềm đạm, là một người kỹ tính. À, có thể hợp với lại là Tuyền. Rồi cảm ơn chị. Bạn đi với ai bạn tướng? Dạ hôm nay em đi với anh Bắc và em gái. Em gái trước đi ha. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Thì anh của em á thì em biết là anh nói chung là không có hút thuốc nè, rượu chè cờ bạc thì cũng không có luôn. Rất là có trách nhiệm với bản thân của mình, nên anh khó tính như vậy thì em nghĩ là rất là tốt. Chị bên đây rất là dễ thương, mặc đồ rất là đẹp. Cảm ơn em. Thì nếu mà hôm nay hai người đã có duyên gặp nhau á thì biết đâu sẽ có duyên vợ chồng. Rồi cảm ơn em. Rồi thời khắc quan trọng đã đến, cho cặp khó này gặp nhau. Kéo màn, chúng ta có 2 phút để gặp gỡ trò chuyện. Rồi mời các bạn. Cảm ơn. Rồi các bạn cứ thoải mái bày tỏ quan điểm của mình đi. Dạ anh đang ở khu vực nào anh? À, Bình Tân. Bình Tân gần ở Tư An Sương. Dạ em thì quận 8 cũng cách Bình Tân không xa. Ví dụ như tại vì anh thích là cái bạn nào điềm đạm là giống Nhã Phương, mà em thì lâu lâu cũng hay lôi nhôi, mà bây giờ em cũng hay giỡn, mà có khi giỡn quá mức á thì lúc đó anh có chịu chấp nhận không? Anh sợ em giận thôi. Dạ. Chứ còn em thích giỡn kiểu gì cũng được. Anh không phải là tính chi ly kỹ lưỡng, nhưng mà mình sống mình lớn cho nên là khi cái hành động của mình nó ra thì nó nên hợp nhau hơn, hiểu nhau là chính. Thường thì ví dụ như anh giận thì anh giận trong bao lâu? Anh giận nhanh lắm, bởi vì cái giận nó chả được gì cả. Dạ. Nó không có mang lại kinh tế gì cả, mà mang lại phiền não cho anh thôi. Dạ. Cho nên là anh sẽ rút, anh nói với em rút kinh nghiệm, sau này em đừng làm như thế. Cuộc sống gia đình là trên hết. Thì anh cũng nhìn thấy em là một người rất là dễ thương. Dạ. Bạn đồ rất là đẹp, có một cái thu hút. Mình nên cho cơ hội nhau hẹn hò nhiều hơn, rút ngắn lại khoảng cách một xíu để mà anh hiểu em nhiều hơn. Thì em thấy là cũng tim cũng có cảm giác với người đối diện. Anh có thích đi du lịch không anh? Có, du lịch là điểm mạnh của anh. Dạ. Anh rảnh khi nào là anh đi du lịch khi đó. Dạ đúng, em cũng rất thích đi du lịch. Công việc mà có bị stress quá thì em lại thích đi du lịch ngay những cái thời điểm đó. Thì em hy vọng là người đi cùng với em sẽ là người đi suốt cả cuộc đời với em luôn. Em yên tâm, nếu như một ngày nào đó hai ta là của nhau thì em thích đi đâu anh chiều hết đúng không? Chiều hết. Tại vì anh là một người chụp ảnh, anh thích chụp những cảnh đẹp, nhất là chụp những người thân của mình. Chắc bỏ việc đi quá.
Em cũng thích chụp ảnh, thường em cũng không chưa tìm được cái người nào có thể chụp hình có tâm giống như em, cho nên em rất là hy vọng đó là anh. Dạ. Vậy hai ta cùng nhau chụp ảnh. Hai người để tay vào nút bấm đi. Chúng ta đang đến những giây phút hết sức là quan trọng nha các bạn. Bây giờ mình nói chuyện có thể để hiểu nhau hơn. Các bạn đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với những thành viên gia đình, với bạn bè của mình. Cái nhấn nút hết sức là quan trọng. Chúng ta cái nút này nó nhạy quá. Nhưng mà em cũng bấm chưa? Không, em bấm rồi. Thôi, hai mình đi xuống cho rồi chứ hai mình đứng đây làm chi nữa anh. Tình yêu không thể nói trước được, cho dù giông bão nó cứ tới là nó tới. Không cần phân tích đúng sai. Đây là một cái cuộc trò chuyện khá căng thẳng nhưng mà kết thúc rất là nhanh. Thôi vậy được rồi. Nắm tay đi hai bạn. Làm luôn đi chứ đợi nhắc nhở gì nữa. Mình lớn hết rồi ha. Quyết định do mình hết. Nãy nó rút ngắn thời gian gì đó rút luôn đi. Chứ anh còn muốn gì nữa? Hôn bạn gái cho đi. À. Tụi trẻ giờ yêu chớp nhoáng quá. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Tới đó xem phim để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn cảm giác những cái giây phút lãng mạn bên nhau. Chúc các bạn hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Dạ, và em cũng cảm ơn anh Quyền Linh, chị Cát Tường và ban biên tập chương trình và tất cả các khán giả đã ủng hộ cho hai đứa em ngày hôm nay. Rồi. Rồi mời hai bạn.